Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa với quý vị và các bạn, và ngay lúc này đây thì chúng tôi lại về thêm một chiếc xe MPV 7 chỗ ngồi số tự động nhập khẩu nguyên chiếc quý vị các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Mitsubishi Xpander màu nâu cà phê. Chiếc xe được sản xuất năm 2020, đăng ký tên tư nhân, và chiếc xe này còn rất là mới, rất là đẹp luôn. Và hiện nay tại cửa hàng chúng tôi đang có rất là nhiều xe Xpander quý vị các bạn nhé. Màu đen này, màu trắng này, màu nâu cà phê này, và cả bản thường này, bản premium này, bản cross này, từ đời 2019 cho đến 2021-22. Đấy, chúng tôi đang có những phiên bản đấy với giá chỉ từ hơn 400 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu muốn mua một chiếc xe Mitsubishi Xpander, kể cả số sàn hay số tự động, cũng đến cửa hàng chúng tôi đều có để cho quý vị và các bạn lựa chọn hết quý vị và các bạn nhé. Giá chỉ từ hơn 400 triệu đồng thôi. Và chiếc xe này thì chúng tôi hôm nay mới bắt đầu về, thì chúng tôi cũng sẽ dọn dẹp, đánh bóng tất cả, làm mọi cái để cho nó đẹp nhất có thể. Sau đó chúng tôi sẽ làm video chụp ảnh này, quay video này, làm báo giá để báo giá lên cho quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến những chiếc xe Mitsubishi Xpander thì hãy qua cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp những chiếc xe tại cửa hàng chúng tôi nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883, để thì chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để xem xe. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Trăm người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.